Có nhiều bạn hỏi mình là trồng hoa màu gà mình có bấm ngọn hay không, thì ở đây thì cũng sẽ chia ra là hai trường hợp ha. Nếu như là bạn nào mà bấm ngọn á, thì khi mà mình vô chậu các bạn thì mình bấm ngọn liền ha. Ví dụ như là chậu là 4 cây thì chúng ta bấm ngọn liền, còn nếu như là chúng ta không có bấm ngọn á, thì chúng ta để tự nhiên ha.